Chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Và bài tập ngắn ngày hôm nay sẽ là 30 phút Vinyasa yoga toàn thân. Mình là Thương Biển, người sẽ cùng tập toàn bộ chuỗi bài tập này với bạn. Nào, sẵn sàng chưa? Trải thảm ra và bắt đầu thôi. Hãy đứng lên đầu thảm, thả lỏng hai chân rộng ra bằng hông, mềm vai và lồng ngực ra. Nhắm mắt lại, mình sẽ đứng ở đây hít thở một vài nhịp. Hít vào bằng mũi sâu và thở ra bằng mũi thật sâu. Từ vị trí này, bạn đưa hông ra sau và thả lỏng vai về phía trước. Vai bạn mềm lỏng ra. Vẫn giữ nhịp thở đều. Thả lỏng xuống thêm một chút xíu nữa. Tới lúc nào mà tay bạn chạm xuống sàn, mềm ra, bạn có thể khuỵu gối để chạm được tay xuống sàn. Lắc nhẹ vai, lắc nhẹ cổ qua hai bên. Đưa người nhẹ về trước, đẩy về sau. Một nhịp thở nữa. Rồi nhẹ nhàng cuộn người, lật từng nốt sống và nâng người lên. Rồi mở vai ra và đứng lên đầu thảm, hai mũi chân khép, nhìn thẳng về phía trước mặt trong tư thế trái núi. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người, giãn lưng, chắp tay rưỡn cao người lên. Thở ra, mở ngang tay và rạp dài về trước, rưỡn sâu xuống, chống hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt, rưỡn lưng nhìn lên, kéo giãn lưng về trước. Thở ra, rạp xuống sàn. Từ đây bạn hãy bước hoặc là nhảy hai chân về phía cuối thảm, giữ hông chắc ở tư thế plank hold, độ rạp người xuống sàn, lật lồng ngực, uốn lưng lên trong tư thế up dog và đẩy ra sau trong động tác down dog. Giữ ở tư thế down dog một vài nhịp và lắc nhẹ người qua hai bên, tát mềm qua phải, qua trái. Kéo giãn phần thắt lưng của bạn ra, khuỵu nhẹ đầu gối phải, đẩy hết người ra. Rồi khuỵu nhẹ đầu gối trái và giãn lưng ra sau. Lặp lại một lần nữa. Rồi thẳng hai đầu gối, nhón các đầu ngón chân và nâng gót chân lên khỏi sàn, rạp đầu xuống và rưỡn hông của bạn cao lên. Từ từ hạ gót chân. Nếu bạn chưa chạm được gót chân xuống sàn cũng không sao, cố gắng ép gót chân và nâng các đầu ngón chân của bạn lên khỏi sàn. Và hạ chân xuống trong tư thế down dog trở lại. Từ vị trí này, đá chân phải cao lên trời, chỉ thẳng bàn chân phải lên và bước chân phải lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về trước, mở ngang hai tay và hít vào, rưỡn hai tay cao lên trời, xòe các ngón tay, giãn người, rưỡn lưng lên. Thở ra, bạn hạ gót chân sau, chống tay phải về gần chân phải và vươn tay trái lên trời, kéo cao tay trái lên. Một nhịp ở đây, hít sâu, xoay mặt về đầu thảm và vươn hai tay lên trời, đồng thời nhón mũi chân sau, rưỡn cao người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút ra sau, tư thế tấm ván plank, chaturanga, ốp đó và đao đó, đẩy người ra sau trở lại. Đã chân trái cao lên và bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm, nhón các đầu ngón tay và mở lồng ngực ra. Tay trái bạn đặt vào trong bàn chân trái, chân phải đạp gót ra sau, vươn tay phải lên trời, kéo dài hai vai ra. Từ vị trí này, hít vào, xoay mặt nhìn về trước, nhón mũi chân sau và vươn hai tay lên trời, rưỡn người lên. Các ngón tay xòe vươn cao. Rồi thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế tấm ván, chaturanga. Hít vào, ốp đó và thở ra, down dog. Để dài lưng ra sau, giãn ra. Hai đầu gối khuỷu nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt rưỡn lưng song song với mặt đất, thở ra, rạp dài người xuống sàn, hít vào, mở ngang tay và vươn hai tay lên trời, rưỡn dài người lên, thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực, hít và thở bằng mũi. Nào hãy cùng nhau tập một chuỗi sun salutation B, chuỗi chào mặt trời B. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, đưa hai tay của bạn ra sau, siết chặt thắt lưng, hít, vươn hai tay kéo giãn người lên trong tư thế cái ghế, thở ra, chắp tay, hạ đầu gối, thẳng gối, rạp người xuống, hít vào, nhìn về phía trước, thở ra, rạp xuống, bước hoặc là nhảy ra sau trong tư thế plank, chaturanga, ốp đó và thở ra, down dog. Gót chân phải đạp vào trong, bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm, hít vào, vươn hai tay, rưỡn người lên trời, mở lồng ngực ra, thở ra, rạp tay xuống sàn, plank pose, chaturanga. Hít vào, nâng người, ngẩng mặt rưỡn lên và thở ra, down dog. Mình đổi bên, gót chân trái đạp vào trong, bước chân phải về giữa hạm, nhón các đầu ngón tay, hít, vươn hai tay rưỡn lên, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút ra sau, plank pose, chaturanga. Hít vào, nâng người, rưỡn lưng lên và thở, đẩy người ra sau, down dog, giãn dài lưng, đẩy dài người ra sau. Giữ đây 3 nhịp thở. Nhẹ nhàng khuỵu hai đầu gối, nhảy hoặc là bước lên đầu thảm, ra người xuống, thở dài ra, hít vào, rưỡn lưng nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, vươn lên trong tư thế cái ghế, nâng người, kéo dài hai tay, rưỡn lên, thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực, hít chậm và thở chậm ra. Hãy quay lại động tác cái ghế, đưa hai tay ra sau, siết chặt thắt lưng, nâng các ngón chân lên và chỉ dài hai tay về phía trước, giữ thăng bằng trong tư thế cái ghế ở đây, rồi chắp hai tay về trước lồng ngực, quay cùi chỏ bên trái, chống vào đầu gối bên phải, xoắn người ngang qua, giữ chặt ở đây trong tư thế cái ghế và xoắn, hít, thở dài ra. Một nhịp nữa, hít sâu, rút chân trái của bạn ra phía sau, mũi chân chống xuống sàn, toàn bộ người vẫn xoắn hết về bên phải. Hít vào, xoay mặt nhìn về đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, rưỡn hai tay và vươn dài người lên trời. Thở ra, hạ gót chân sau và vươn lên trong tư thế chiến binh số 2. Hít vào, thẳng gối, vươn hai tay, rưỡn người lên. Thở ra, khuỵu đầu gối trong tư thế chiến binh. 2, vươn lên, chĩa cao các ngón tay. Thở ra. 3, nâng lên các ngón tay rưỡn cao, rồi mở ngang tay, nhón các ngón chân ở phía sau và xoay mặt về đầu thảm, hai tay vươn lên trời, rưỡn người lên, hít sâu, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose, đổ chạp người xuống chaturanga. Hít vào, nâng lồng ngực nhìn lên và thở ra trong động tác đao đó. Giữ một vài nhịp thở trong tư thế đao đó, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai, lắc nhẹ người, để dài người ra sau, thở ra. Khuỵu hai đầu gối, nhìn về phía đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp dài xuống, thở ra. Hít vào, rưỡn lưng song song với mặt đất, thở ra, rạp dài người xuống. Hít vào, lên động tác cậy ghế trở lại, siết chặt thắt lưng, vươn hai tay, nâng các ngón chân lên, kéo dài người trong tư thế cậy ghế. Thở ra, hai tay chắp, xoắn người qua bên trái, cùi chỏ phải chống vào đầu gối trái và xoắn lưng qua. Giữ ở đây một nhịp, xoắn chắc và đạp chắc hai tay vào nhau, rồi rút chân phải của bạn ra sau, bước về phía cuối thảm và xoắn người qua nhiều hơn. Xoay mặt về phía trước, hít vào, vươn hai tay lên trời, rưỡn lên. Thở ra, gót chân sau hạ dưới sàn và mở ngang trong tư thế chiến binh số 2. Hai tay vươn dài, mắt nhìn về phía trước. Xoay mặt về phía trước, nhón mũi chân sau và vươn hai tay lên trời, rưỡn lên trở lại. Hít vào, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau trong tư thế plank pose, chaturanga, up dog. Rồi thở ra, down dog, lắc nhẹ người qua hai bên. Giữ ở trong tư thế down dog một vài nhịp thở. Và khuỵu hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, đẩy hông ra sau, chuẩn bị nhảy hoặc là bước lên đầu thảm trở lại, rạp dài người, thở ra. Hít vào, rưỡn lưng nhìn về trước, thở ra, rạp dài xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay lên trời, đầu gối thẳng, rưỡn hai tay, kéo dài người lên luôn và thở ra. Chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít chậm, rồi thở chậm ra. Từ vị trí này, mở ngang hai tay trong tư thế trái núi và để rộng hai chân ra bằng hông. Phần hông và hai chân, hai mép trong của chân song song với nhau, hông nhõng thẳng xuống. Hai tay bạn mở rộng, nhìn về phía đầu thảm. Khuôn mặt bạn mềm ra. Hít vào, vươn hai tay, kéo dài người, giãn lưng lên, vươn cao lên. Thở ra, khuỷu gối, đổ rạp người về trước, chĩa dài xuống và chắp hai tay, rạp thẳng xuống sàn, giãn lưng ra. Từ đây, bạn rút chân phải ra sau, rút về phía cuối thảm và đưa hai tay vào bên trong chân. Nhìn về phía trước, đầu mũi sau thẳng, mắt nhìn thẳng, nhón chặt mũi chân sau và vươn tay trái. Kéo thẳng tay trái lên trời, dài tay trái run lên. Giữ chặt bàn tay trái ở trên trời, gót chân sau, gót chân phải và đổ hết nghiêng về bên phải. Rồi rút chân trước ra sau, trong tư thế side plank. Giữ chặt, bạn có thể để hai chân chặt vào nhau hoặc là để chân phải về phía trước, rướn người lên, hoặc là một option khác là bạn đạp chân lên phía trên và rướn hông lên. Bất cứ động tác nào mà bạn cảm thấy bạn giữ chắc được thì giữ ở tư thế đó. Nâng cao phần hông, rướn lên, hít và chống tay trái xuống sàn. Rạp người trong tư thế chaturanga. Hít vào ốp đó và thở ra đào đó. Lát hông, để người ra sau. Thở hết ra, khuỵu đầu gối, nhìn về đầu thảm, bước hoặc là nhảy hai chân lên đầu thảm, rạp người xuống, thở dài, hít vào, nhìn về trước và thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, mở ngang tay và vươn lên, rướn cao người, thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực. Mình sẽ đổi chân, hai chân bạn mở rộng ra bằng hông, hai tay mở rộng, mắt nhìn thẳng về trước trong tư thế trái núi. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn lên, khuỵu nhẹ đầu gối, rướn dài người đổ về phía trước và rạp toàn bộ người xuống sàn. Thở ra, hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng, nhìn về trước, rồi thở ra, rạp xuống sàn. Hai tay bạn đưa vào trong, rút chân trái của bạn ra sau, về cuối thảm, chống hai tay về phía bên trong chân, nâng hông, nhìn thẳng về phía trước, tay trái bám chắc dưới sàn, rồi bạn vươn tay phải và kéo cao lên trời, kéo giãn từ các đầu ngón tay, rướn lên. Bám chặt tay dưới đất, giữ chặt tay trên trời. Từ đây bạn hạ gót chân trái xuống bên trái. Chuẩn bị nha, nắm chặt tay dưới đất, chống chặt tay trái, rút chân trước ra sau và nâng hông lên. Giữ căng hông, đẩy cao người lên, đẩy hông lên nữa, vươn tay cao. Một nhịp nữa rồi, hít và chống chân, chống tay vào tư thế plank pose, chaturanga. Ốp đó, ngẩng mặt, rươn lưng lên và thở ra. Trong động tác đau đó, hông và vai lắc nhẹ nhàng, đẩy ra sau, thở dài ra. Hai đầu gối khuỵu và bạn đưa hai đầu gối lên đầu thẳng và ngồi lên gót chân. Hai tay mềm lên đầu, lên bắp đùi, khuôn mặt lỏng, nhắm mắt và hít thở một vài nhịp. Một nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu và thở dài, mở mắt ra. Bắt đầu nha, tiếp tục nha. Hai đầu gối bạn lùi ra sau, hai tay chống dưới sàn. Nếu mà bị đau đầu gối Tại vì chuỗi tiếp theo mình sẽ tập vào đầu gối hơi nhiều, thì bạn hãy gấp thảm lại hoặc là dùng khăn lót vào dưới đầu gối sẽ an toàn hơn cho đầu gối của bạn. Hai tay bạn bám về phía trước, giữ chặt đầu gối vuông góc với hông bàn tay vuông và cổ tay và vai thẳng hàng nhau. Úp mu bàn chân sau, nâng bụng nhìn về trước. Mình tập một vài động tác khát khao ở đây. Thắt lưng hạ dưới sàn, uốn lồng ngực, hít vào nhìn lên, thở ra. Hít vào hạ thắt lưng, ngẩng mặt trườn lên, thở ra. Hít vào nâng lên, thở ra cuộn vào trong. Hít sâu, thở ra sâu. Hít, thở. Nhịp cuối cùng hạ thắt lưng, hít vào nâng lên, rồi thở ra, quay về vị trí trung tâm. Bước đầu tiên là bạn hóp bụng và nâng phần rốn, hóp thắt chặt phần rốn của bạn vào trong, thì phần kho của bạn sẽ giữ chắc. Mở bàn chân phải về bên phải, mở vuông góc 90 độ, thẳng chân trái của bạn ra, bám chắc giữ chặt tay phải dưới sàn. Từ đây bạn mở lồng ngực, nâng hông lên, cảm giác từ mũi chân, hông, lồng ngực và vai là một đường thẳng, và vươn tay trái thẳng lên trời. Sau khi bạn giữ được thăng bằng ở đây rồi, nâng chân trái của bạn lên khỏi sàn, cố gắng đừng nâng co cao quá, sẽ mất phần chặt ở phần co, mà bạn hóp chặt phần co, chĩa chân về phía dưới hoặc là đạp ngang bàn chân, giữ cho chân và phần hông thẳng hàng với nhau, vươn tay trái cao và giữ thăng bằng ở đây. Hít, rồi thở dài ra. Rươn cao, ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Hít sâu, rồi thở ra, nhìn xuống đất, chống tay trái và đưa chân trái về trở lại. Lắc nhẹ hông và lắc nhẹ vai. Mình đổi qua bên trái. Hai tay bạn bám dưới sàn, hai đầu gối giữ chặt. Mở chân trái về hướng bên trái, mở vuông góc 90 độ luôn nếu được nha. Bám chặt tay trái và bạn chỉ thẳng chân phải ra. Lật hông lên, giữ chặt lại phần kho, đừng để lưng ưỡn ra nhiều quá mà siết chặt lại phần hông, phần bụng. Giữ phần này chắc lại. Từ vị trí này, bạn vươn tay phải cao lên trời. Rồi nâng chân trái phải lên. Giữ toàn bộ người trên đường thẳng. Hít vào, rồi thở bằng mũi. Cố gắng tay vươn cao, chân dưới đất bám chặt dưới sàn và chân phải đạp chặt về phía sau. Một nhịp nữa, rươn tay cao lên, rồi nhìn xuống đất, hạ tay, hạ đầu gối phía sau, lắc nhẹ hông và lắc nhẹ vai ra. Giữ hai đầu gối vẫn mở rộng bằng hông, mu bàn chân sau ép dưới sàn, nâng bụng, giữ chặt thắt lưng, nhìn về trước. Từ đây mình tập tiếp nha. Đá chân phải của bạn ra sau, cố gắng đừng lắc hông và đừng đẩy qua một bên, mà giữ hông vai cố định, chỉ mũi chân ra sau và nâng phần hông lên, giữ cho phần chân thẳng hàng với phần mông, đừng đưa lên cao quá, và vươn tay trái của bạn dài về trước, kéo dài người theo hai chiều. Giữ ở đây 5 nhịp nè. 5 4 3 2 1. Chống tay, hạ đầu gối xuống sàn. Mình đổi qua bên kia, bám tay trái, bám chặt đầu gối bên phải, nâng thắt lưng nhìn về trước. Từ đây bạn đưa chân trái ra sau và vươn tay phải về trước, rồi nâng chân trái lên khỏi sàn, chĩa mũi chân ra sau, vươn mũi tay về trước, giữ 5 4 3 2 1. Hạ tay, hạ đầu gối dưới sàn, lắc hông, lắc vai và lùi ra sau. Ngồi thả lỏng mềm ra trong tư thế em bé, trán hạ dưới sàn, khuôn mặt mềm và điều tiết nhịp thở êm. Đều lại. Nhịp thở cuối cùng, hít vào, rồi kéo hai tay về cạnh đầu gối và ngồi thẳng lưng lên. Kéo thảm của bạn ra trở lại và nằm ngửa ra thảm luôn. Hai bàn chân bạn chống bên cạnh đầu gối. Mình sẽ tập động tác cây cầu. Và một lưu ý nữa khi mà tập động tác cây cầu là bạn không cần kéo chân sát nhiều vào mông như vậy. Tại vì lúc bạn lên thì đầu gối và chân của bạn không vuông góc, lực bạn đẩy không cao. Cho nên bạn chỉ giữ ở chân trong vị trí mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, cổ chân và đầu gối vuông góc nhau thôi. Lúc mình đi dạy hoặc là đi tập yoga thì thường thấy nhiều bạn cố gắng kéo sát vào trong. Và lúc lên thì các bạn giữ chân như vậy, bạn giữ cho chân và đầu gối không vuông góc như vậy. Thật ra là không tốt, tất cả những thứ vuông góc thì lực đẩy và lực đạp sẽ chắc hơn nha. Bắt đầu tập động tác cây cầu. Hai chân chống bên cạnh hông, hai tay úp bên cạnh người, hai đầu gối mở rộng bằng hông, đừng chĩa ra phía ngoài nhiều quá mà giữ chắc. Hai tay úp dưới sàn, nâng hông cao lên và đan hai tay về dưới lưng. Đạp chặt chân, đẩy người cao, lồng ngực mở rộng ra. Từ đây bạn khép hai chân vào trong, mũi chân và gót chân khép vào giữa thảm, đầu gối chạm vào nhau, mũi chân gót chân chạm chặt vào nhau. Sẵn sàng nha, đá chân phải cao lên và chỉ lên trời. 5 4, mũi chân chỉ cao, 3 2 1, hạ chân phải xuống sàn, khép chặt hai chân, đẩy lên. Mình tập cho bên trái, đá chân trái cao lên, 5 4 3 2 1, rồi chống chân trái xuống dưới sàn, đẩy hông cao một nhịp nữa và mở ngang hai chân ra, rộng hai tay rồi thả lỏng từng đốt sống xuống sàn, mềm thắt lưng ra. Ôm hai đầu gối của bạn sát vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng và lắc nhẹ người qua hai bên. Đẩy hai đầu gối về bên phải, xoắn người, thả lỏng về bên trái. Và nâng người lên, đẩy hai đầu gối về bên trái, lỏng vai và lỏng tay về bên phải. Rồi quay về vị trí trung tâm. Nằm dài người và thả lỏng ra trong tư thế thả lỏng cuối cùng. Thắt lưng, vai và toàn bộ người nằm dài xuống sàn. Hai chân mở rộng, các ngón tay mềm. Lỏng người ra, nhắm mắt và hít thở một vài nhịp trước khi mình kết thúc bài tập. Từ từ cử động, hạ lắc lư lại toàn thân. Hai chân chạp vào trong, mũi chân chỉ về trước. Hai tay đan và kéo dài người. Giãn hết người ra, vươn vai căng người. Khuỵu đầu gối, đổ về một bên và chống tay ngồi thẳng lưng lên trở lại. Hít vào sâu. Rồi thở ra, mở mắt ra. Cảm ơn các bạn đã tập cùng blog Yogi Travel VN và chuỗi bài tập Vinyasa vừa rồi. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút like, nút chuông ở bên dưới để cập nhật bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Namaste.